Tiếp tục chuyên mục bếp ga Vinai. Em lên một chiếc bếp ga Vinai, đơn giản dễ sử dụng. Ba bếp bao gồm hai bếp nấu và một bếp nướng. Em quay tổng quan cho cả nhà xem. Cảm biến còn rất là mới. Đời 2016. Thế để dặn anh Toàn. Cái con này có phải hôm vừa mình làm rồi không nhỉ? Em sẽ bật ga cho cả nhà xem nhé. Lửa rất là xanh, rất là đẹp. Nếu mà chốt rồi chị báo anh Toàn. Đây, lửa xanh, lửa đẹp, giúp tiết kiệm ga, an toàn, chống cháy nổ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tham quan lò nướng nhé. Đây, lò nướng inox rất là dễ lau chùi, dễ sử dụng. Ra vào lấy ra rất là đơn giản. Em sẽ thử bếp nướng cho các nhà xem nhé. Ánh lửa rất là đều ạ. Bếp rất là mới. Đây phía dưới là lưới chống chuột nhà em ạ. Các bác yên tâm là các bạn chuột sẽ không có vào đây để cắn dây của nhà mình được. Tháo ra rất là dễ. Phía trên này là khu vực thông nóng, hơi nóng sẽ hát ra bên ngoài. Các bác mua bếp thì em sẽ tặng một cục pin đại nhé. Bếp này dùng được 4 đến 6 tháng. Rất là đẹp. Quay cho cả nhà xem. Mặt viền nó rất là đẹp này. Đây. Tiết kiệm ga, chống cháy nổ, siêu tiết kiệm. Bếp này phải dùng được 5 đến 7 năm nữa vẫn như thế này ạ. Cảm ơn cả nhà đã xem video ạ.